Kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Nói đến cuộc sống Mỹ thì ai cũng thực sự là có rất là nhiều công việc để mà lựa chọn. Thì em chọn cái nghề là làm nông nghiệp đấy ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà về những cây lá dứa thơm, hay còn gọi là lá lép thơm nhé cô chú nhé. Đứng trước mặt em đây là cây lá lép thơm, hay còn gọi là lá dứa thơm. Cái cây này thì nó có cái mùi thơm giống như là mùi lúa lép non đấy cô chú ạ, nên là được gọi là lá lép hay là lá dứa đó. Cái mùi của nó là như vậy, giống như là mùi cốm non á, mùi cốm non rất là thơm luôn. Thì em chỉ nghĩ đơn giản là cái cây lá lép này, hay là còn gọi lá dứa này, nó chỉ có tác dụng giống như là làm vật trang trí màu sắc và tạo hương vị thơm ngon cho đồ ăn hay là cái đồ tráng miệng thôi. Nhưng mà không ngờ khi mà nghiên cứu sâu hơn về những cái cây lá dứa này đấy, thì nó có những cái tác dụng thật là tuyệt vời. Nếu mà cô chú nào mà bị đau nhức khớp ấy, thì cô chú sử dụng giống như là ba cái lá dứa. Đây, ba cái lá dứa này nè, cô chú cắt ra, cô chú rửa sạch. Rồi cô chú cho cái dầu dừa đấy, dầu dừa cho trưng nóng lên, cô chú tắt. Và cô chú cho những cái cây lá dứa mà cô chú đã rửa sạch rồi, xong cô chú cắt vào, cô chú thả vào, thì nó sẽ tạo ra một cái tinh dầu gọi là dầu lá dứa đấy. Tinh dầu lá dứa cô chú xoa bóp vào những cái chỗ mà đau nhức khớp đấy, rất là tốt. Còn nữa, nó lại còn có tác dụng cho những người bị tiểu đường. Thế là cô chú cũng chỉ sử dụng ba cái lá dứa này thôi, để cô chú nấu thành nước, nấu thành một bát nước và cô chú uống ngày 2 lần đó. Còn nếu mà những người mà bị tiểu đường mà giống như là bị nặng á, thì nên hỏi theo ý kiến của những y bác sĩ, thì lúc đó người ta sẽ cho mình có một cái lượng nhất định để mà mình uống và điều trị luôn cho cái bệnh của mình, thì nó sẽ có cái hiệu quả hơn. Còn những người nào mà nóng trong người đó, mà mụn nhọt đó, giống như là cơ thể bị nóng á, thì cũng nên sử dụng cái lá dứa này, cũng dùng ba cái lá dứa và nấu nước để uống, hay là mình nấu những cái loại giống như là chè dưỡng nhàn hay cái gì đó, chả bị đau nữa, thì mình bỏ cái lá dứa này vào thì rất là thơm, thanh lọc cơ thể nữa. Rồi những cô chú nào mà bị gầu á, bị gầu với cô chú, thì cô chú dùng lá dứa này thì người ta cứ kiểu như là đàn ông thì 7 cái lá dứa, còn đàn bà mình là 9 cái đó. Thì nấu cô đặc lên, sau đó là gội với đầu, gội lên cái phần vùng da đầu mà bị gầu nhiều đấy cô chú, ủ lên đấy. Khoảng chừng 10 phút thôi là mình xả lại với nước. Thì em nghĩ là một tuần dùng 3 lần như vậy là sẽ có tác dụng. Đó là cho những người bị bệnh gầu. Rồi những người mà biếng ăn, những người biếng ăn nhé, là sẽ sử dụng nước lá dứa trước khi mà ăn cơm. Khoảng 20 phút đó, trước khi ăn cơm thì uống một ly nước lá dứa. Cũng chỉ sử dụng có 3 cái lá dứa thôi, chứ cũng không sử dụng nhiều. Và nấu thành một cô lại thành một ly lá dứa để uống, thì nó sẽ kích thích cái vị giác của mình và ăn ngon miệng hơn. Đó, lá dứa thứ nhất là vừa thanh lọc cơ thể, làm đẹp, rồi làm đồ ăn, rồi trị bệnh. Cái lá dứa này thì theo nghiên cứu cho thấy là nó không có cái tác dụng phụ gì, độc hại gì, mình có thể dùng mỗi ngày được. Nhưng mà để mà dùng cho trị bệnh thì em khuyên là cô chú và anh chị nên hỏi theo ý kiến của bác sĩ nữa, để mà có cái kết quả tốt hơn. Thì tiện đây em cũng khoe với những cây lá dứa rất là xanh tốt và mơn mởn, cao, đẹp, có nhiều con lắm. Lá dứa thì mùa đông sắp tới rồi, vì thế nào nhà mình sẽ phải bỏ vào cái chỗ nào mà nó có cái giống như gara hay là greenhouse để mà che chắn cho nó và giữ ẩm cho nó, thì sang mùa xuân nó lại sinh sôi nảy lọc ra bình thường cô chú ạ. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình YouTube channel của em nhé. Cô anh chị và các bạn, hôm nay em xin chia sẻ cách nấu sâm bí đao rất là dễ. Cô chú và anh chị chỉ cần đi ra chợ châu Á mình đấy, là sẽ mua được một gói sâm bí đao. Thì mới đầu em cứ tưởng là trong đó nó không có cái quả bí đao cơ, thì em đi ra chợ Việt Nam em kiếm cái trái bí đao tươi mà không có. Thế là em mấy bữa nay em rảnh em mới nhòm nhòm cái túi em cắt ra đó, thì em thấy là nó đã có sẵn cái bí đao khô, sấy khô rồi, với hạt chia rồi cỏ. Rồi cái này chắc là cái thục linh quá. Rồi một cái miếng gì đen đen lên nữa này. Đó, đầy đủ hết rồi. Đó, quan trọng là phải có quả na hán. Có một quả na hán. Thì ở đây người ta đã hướng dẫn rất là kỹ luôn. Nấu một gói sâm bí đao với 5 lít nước trong vòng 45 phút.
Thì những cái này chắc là mình phải ngâm nước và sơ chế. Còn lá dứa thì em có rất là nhiều nên em ra em tỉa những cái lá già đó, rồi em sắc sắc như này để em cho vào nấu cùng. Rồi em sẽ bắt tay ngay bây giờ luôn. Còn kia, cô chú ơi, sau khi em đã rửa sạch sẽ, ngâm nước, em cho những cái nguyên liệu này vào trong những cái bát nhỏ rồi em ngâm 2 lần nước rồi em mới rũ, em rửa sạch sẽ để cho cái tạp chất nó rơi xuống nước hay là cho nó sạch sẽ đấy. Thì em sau khi sơ chế xong thì em cho tất cả vào trong cái nồi. Và đây là cái nguyên liệu của nó này, em đọc này. Gồm có này, mía nâu này, quả la hán này, hạt chia này, đường phèn này, rễ chanh này, nhãn khô này, thục địa này. Đó, nếu mà ai mà ở phương xa tiểu bang lạnh tuyết mà không trồng được cái bí đao này thì mua cái gói này nó có đầy đủ luôn, nó có cả bí đao khô rồi đấy. Rất là dễ nó cô chú ạ. Đó, có số điện thoại này, này cái gì đây? Cái công ty nhập khẩu của cái hàng này nè. Đó, thì hôm nay em sẽ có được một nồi nước uống bổ dưỡng và mát mẻ. Mấy hôm nay cơ thể em rất là nóng, mọc rất là nhiều mụn thì cô chú anh chị biết rồi đấy. Niềng răng mà. Niềng răng thì ăn uống rất là khó khăn mà rau thì ăn rất là ít. Trong người lúc nào cũng nóng đó. Mụn mọc đầy mặt luôn. Xong rồi lại làm cái nghề vườn này lúc nào phải đeo khẩu trang kín mít sợ nắng. Trong ngoài kết hợp nên là cái mặt banh chành lên luôn đó cô chú ạ, toàn mụn không à. Thì cái lá dứa nhé, người ta cũng có lá dứa khô cho mình đây, nhưng mà lá dứa khô này chả có cái mùi gì đâu, thành ra thôi em bỏ thùng rác vì ngoài vườn nhà em có rất là nhiều lá dứa đó. Em mới bỏ một nửa lá dứa, còn một nửa lá dứa này em để lại, không biết nó có nhiều quá không. Đây để em đổ đường phèn vào. Mà sao đường phèn này lạ thật, hạt to thật đấy, chứ không phải giống như là cái cục mình mua ở ngoài chợ. Đó cái này rồi, tại vì cái cây quả na hán ấy cả nhà, cái quả na hán thì mình phải bóp cho nó thật là mềm đó cô chú nhé. Quả na hán nó có vị ngọt, không biết ở Mỹ mình đã trồng được cây na hán chưa nhỉ. Mình làm cái này lại muốn trồng một cái cây na hán để lấy cây trái na hán, trái na hán rất là tốt luôn. Đó, nó đã có cái màu nâu nâu đặc trưng của trà bí đao rồi cô chú ạ. Nấu khoảng chừng 45 phút là được. Đây, nồi trà bí đao của em đã sôi sùng sục rồi, nó sắp được thành phẩm. Cái màu của nó rất là đẹp luôn cô chú ạ. Cái quả na hán nó giúp cho có vị ngọt đấy cô chú. Với lại thêm một bịch đường phèn nữa thì uống rất là ngon luôn. Tại vừa nãy em có thử thử nhấm nhấm thử thì đã thấy có vị ngọt rồi. Thì nhưng mà em sẽ nấu đủ là 45 phút. Đó. Nó có cái màu đẹp lắm mà thơm lắm luôn á. Mùi thơm đặc trưng của những cái vị thảo dược này cộng với lại mùi lá dứa thì rất là ngon luôn. Thế mà em không biết bây giờ sang mùa thu rồi em mới mua. Nghĩa là em mua cái này cũng lâu rồi nhưng mà em cứ chờ đi tới chợ là kiếm cái chả bí đao này nè. Cái quả bí đao này nè, đâu có đâu. Xong rồi bảo chả lẽ bây giờ hết mùa thu rồi chuyển sang đông mình cứ chờ nó mãi. Thế là cũng tại bận quá em mới mở đem phẫu thuật nó coi xem trong nó có cái gì. Thì em thấy đây nó đã có sẵn bí đao rồi, cần gì mình phải mua bí đao nữa. Cô chú nhìn nè, khi em nấu lên nó thì nó nở ra. Bí đao nó nở ra vậy là đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu lá dứa tươi thôi. Thì lá dứa tươi ở vườn mình có rồi nên là mình chỉ cần cắt từ 3 cái lá dứa đó, mình sắc, mình cắt nó ra, cắt khúc ra là đủ rồi cô chú ạ. Còn nhà em thì là có điều kiện nên là em làm nguyên một rổ lá dứa luôn. Đó. Thơm lắm cô chú ạ. Một cái nồi thảo dược này mình mua ở ngoài chợ chắc chỉ có, em nhớ là 8 đô la thôi. 8 đô la là mình nấu cho cả nhà mình uống luôn. Mà 5 lít nước một tuần mình có thể nấu một lần, hoặc là một tháng mình nấu 2 lần. Nếu mà không có thì giờ đó, mùa hè đó, mình nấu xong mình để, mình đóng chai, mình để trong tủ lạnh đó cô chú. Uống. Gấu tí có uống này không? Mùi thơm lắm. Thơm của các loại thảo dược này. Ngày xưa đâu có biết. Không có ốc ở đây. Gấu thì sao? Không có ốc ở đây. Gấu, đây không phải ốc anh gấu ơi. Gấu đứng một tí nè. Cái anh gấu này, quá bĩnh luôn. Không có ốc anh ơi, tôi đang nấu trà. Nấu trà bí đao chứ này, ốc gì ở đây. Gấu muốn ăn gì? Cô chú ơi, nhà ai mà có các bạn nhỏ này chip 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 giống như gấu mới beo thì dẫn tới Westminster Mall nhá.
có 5 đồng một người, thế là thứ 6 thứ 7 chủ nhật. What happened con? Monday, Thursday là được free. Đó, hôm nay nhà em đi vào ngày chủ nhật, thế là mất là 5 đồng một người. 4 người nhà em là 20 đồng. 20 đô, 20 đô rơi vào khoảng 500 nghìn tiền Việt Nam. Đây là khi mà mình tới cái là bên tay phải của gian hàng là những cái trái bí đã có giá tiền sẵn rồi. Đó. Còn bên tay trái thì quá trời là băm kỳ. Nhiều lắm. Các bạn Mễ rồi các bạn Việt Nam đi chơi rất là đông vui. Wow, hôm nay em xuống cuối tuần nên là đông lắm. Đây đây đây, vẽ mặt nè. Vẽ mặt. Vẽ mặt cho mấy bạn nhỏ, là mấy bạn nhỏ khoái. Không được hút thuốc này. Đó, câu đầu tiên là no smoking. À. Đông lắm. Gấu Bèo muốn đi vào chơi cái trò quay quay không? Vô quay cho em, ta mua ghế cho vô. Cậu ngồi một mình nha. Cậu ngồi một mình nha. Scary không? Đây, bên này là gian hàng đồ chơi. Trò chơi cho mấy bà mấy mẹ chơi. Đây, chỗ này hơi ế hả? Chưa có ai chơi. Bên kia thì đông người chơi hơn. Bên này cũng ế hả? Ở Westminster Mall. Chơi bắn súng hay chơi gì? Chơi bắn cung. Đây, bên này thì bắn cung, còn bên kia thì bắn súng. Cho mấy bạn lớn lớn này chơi. Đây, có cả trò chơi lái xe nữa. Ơi, trời ơi, sợ. Wow, có cái chơi trò chơi gì cao thế? Trò chơi trượt. Béo chơi không? So scared. Con kìa. Yeah, gấu béo chơi không? Gấu chơi không? Con kìa. Chơi không? See, oh my god, cái này nè. Cái này chơi, gấu chơi được đấy. Hôm đó gấu đi Hollywood cái gì? Không đợi gấu đi cái trò gì ở trên Universal Studio là gấu chơi được. Nào gấu muốn chơi cái gì con? Mày chơi được không? Con có scare không? Chơi không? Cái này bé Beo không chơi được. Cái này thì Beo chơi được nè. Wow. Ra kia chơi kia, Beo chơi kia kìa. Beo mới gấu hành em chơi kia. Chơi kia nha. Chơi kha không? Béo chơi kha không? Ba béo muốn chơi kha này. Béo muốn sao? Béo muốn chơi kha không? Muốn chơi không? Dạ yeah, sao? Béo muốn chơi không? Yes. Ba béo muốn chơi kha kìa. Mà béo có biết lái xe không mới đã? Gấu vào chơi, hai anh em lái xe. Gấu với Bèo nè, anh lái cho em nha. Ok, hai anh em vào chơi đi. Có muốn ride không? Chở em nha. Chở em nha, ok. Ok không? Ôi giời ơi, bên này có cái gì mà to tướng. Lại đi quay. À đây nó xoay. Trò này nó rất là nhẹ nhàng, xoay. Chóng hết cả mặt. Úi giời ơi. Đông lắm, cả nhà ơi. Nhiều trò chơi lắm cô chú ạ. Nhà ai mà có các bạn nhỏ dẫn đến đây vui lắm, các bạn thích lắm thôi ạ.